Ủa, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, Hữu đang ở dưới Trà Vinh quê vợ Hữu các bạn. Thì ở dưới quê vợ Hữu là gắn liền với cái cây lát đó các bạn. Đa số ở dưới này là làm lát không à. Bây giờ Hữu đang đi xuống phụ cha mẹ vợ Hữu làm lát với các bạn. Thì Hữu sẽ quay lên một buổi chiều làm việc của Hữu ở dưới cái lồng lát nha mấy bạn. Thì buổi sáng là Hữu ở nhà Hữu lo chăm sóc vợ Hữu thì vợ Hữu mới sanh mấy bạn. Còn buổi chiều thì Hữu đi xuống phụ cha mẹ vợ Hữu làm lát. Đây là cánh đồng lát của cha mẹ vợ Hữu nè mấy bạn. Thì Hữu sẽ quay lại cho mấy bạn xem nha.